một cảm giác choáng ngợp khi Jupiter John xuất hiện. Và vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy kiêu sa của Mila Kunis trong phim Jupiter Ascending. Bạn đang tự hỏi làm thế nào để tạo ra phong cách đó? Emmy và Gấu sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để make up lộng lẫy như Jupiter Jones nhé! Sau khi dưỡng ẩm, Emmy dùng IOPE Cushion XP kem che khuyết điểm, phấn nén MAC NC20 và phủ lại phấn phủ trong suốt để tạo lớp nền trắng và mịn. Vùng chì và bột màu đen tạo đôi lông mày sắc nét và to đậm. Để tạo đôi mắt to tròn như Jupiter Jones, Emmy sẽ dùng thêm miếng giám mí cho Gấu. Sau đó đánh sáp mắt trước khi sử dụng phấn mắt màu rượu vang và nhẹ ra xung quanh. Sau đó dùng một màu nâu đất đánh viền mắt dưới và bầu mắt trên, rồi dùng một màu nâu đen nhấn đuôi mắt trên và dưới. Kẻ viền mắt sát mí màu đen trước mascara dày, dán thêm một hàng mi tự nhiên để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho mắt. Tạo khối hai bên má, phủ một lớp má hồng nhẹ ở hai bên. Dùng highlight cho vùng xương lông mày, vùng chữ T và vùng chữ C. Để tạo được sắc môi màu đỏ hồng, Emmy sẽ phủ Smashbox Fuchsia ở dưới, một chút son nước Rimmel cho đôi môi căng mọng, thêm viên đá xinh xắn. Vậy là xong. Đối với tóc, Emmy sẽ thắt bím kiểu Pháp, xéo từ bên này sang bên kia đầu. Sau đó, phần đuôi búi tròn và dùng kẹp cố định lại. Và tên, đây là phần kỳ công nhất.